Hello, xin chào các bạn. Hôm nay gia đình nhỏ của mình đi Cali chơi vài ngày. Vì con trai mình đang nghỉ hè và bây giờ mình đang ở hotel. Mình xin quay một chút phong cảnh ở hotel này cho các bạn. Mình thấy hôm nay thời tiết ở Cali hơi nóng chút xíu, chứ không mấy gì nóng nha các bạn. Xung quanh hotel này cũng có nhiều chỗ đậu xe lắm các bạn. Mình xin quay mặt trước nha các bạn, còn chỗ đậu xe phía sau nữa. Mình đã đến đây ở lần này là lần thứ nhì nha các bạn. Lần đầu mình ở căn này mình cũng thích, sạch sẽ yên tĩnh. Ở đây có free buổi ăn sáng. Giá cả hotel này mình ở mình thấy cũng rất ok với mình. Cho nên hôm nay mình đến đây lần thứ nhì và mình lại ở tiếp căn này. Đây là xung quanh cảnh hotel mình đang ở nó các bạn. Mình đã check in vô phòng của mình rồi. Nãy giờ mình ngồi ở ngoài mình chờ, bây giờ mới được check in vô. Phòng mình mướn thì có 2 giường. Xung quanh trong phòng mình thấy cũng được các bạn. Giá cả ở đây ngày bình thường tính luôn thuế 139 đồng một ngày. Đối với mình cái giá như vậy mình thấy cũng ok đó các bạn. Có một cái bàn ăn, tivi, tấm gương, microwave. Phía dưới microwave có một cái tủ lạnh nhỏ nữa nha các bạn. Có cái máy sấy tóc, xà bông rửa tay, một chai lotion. Phía bên trong bồn tắm thì có một chai xà bông gội đầu và một chai xà bông tắm. Đây nó có chờ buổi sáng. Thường từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6 giờ đến 9 giờ rưỡi nha các bạn. Ngày thứ bảy và chủ nhật từ 7 giờ đến 10 giờ nha các bạn, nó sẽ đóng cửa. Ở đây cũng có cái hồ bơi nhỏ nữa nha các bạn.